nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, sáng ngày 11 tháng 3, phòng bán hàng Uông Bí thuộc trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone Quảng Ninh khai trương cửa hàng giao dịch mới tại bưu điện thành phố Uông Bí. Với thông điệp phục vụ, khách hàng là những người thân yêu nhất, tại cửa hàng giao dịch mới, VNPT Vinaphone sẽ thực hiện các dịch vụ viễn thông như Internet, MyTV, hòa mạng dịch vụ Vinaphone, đồng thời hỗ trợ khách hàng trải nghiệm các dịch vụ Internet cáp quang siêu tốc, Fiber VNN, Fiber TV, truyền hình theo yêu cầu của MyTV và nhiều dịch vụ công nghệ thông tin tiện ích khác. Đây là cửa hàng giao dịch chính trong chuỗi 5 cửa hàng của VNPT Vinaphone tại thành phố Uông Bí.